Nước đi. Nước đi. Vô lấy nước. Ai ốp mà. Hello anh em. Hello anh em. Anh thấy hôm nay anh Hùng mặc bộ đồ chuẩn men không? Màu hồng, trứng đỏ, không lòng vòng. Không lòng vòng. Thì ngày hôm nay tụi mình đến cái sân bóng rất là sớm. Bởi vì bây giờ là còn cái ca của bà chủ và kêu mày không được quay tao nữa. Đó. Mình cứ đem ra làm trò đùa cho tụi bay à. Đó nên là mình không quay nữa. Thì hôm nay mình đến đây thật là sớm. Để làm đó. Để làm gì? Để lấy nam sĩ nữa đây. 6201 0000 1243 773 rồi Nguyễn Hoài Dũng. Dũng đẹp trai. Rồi em chuyển qua đi, nam sĩ. Hôm trước lấy nam sĩ rồi. Giờ nam sĩ nữa là cái chỗ vô đầu của em. Hôm bữa đó cái xô xếp vô đầu em chưa sợ. Tính ra con bé nó còn ngây thơ. Nhưng mà được cái là dễ thương nha. Rồi đó thì ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ vào đây. Đó, thì liều trước khi liều mà một phen nữa. Trước khi mà thay ca thì mình sẽ vô đây mình đặt lén những cái góc quay. Đó xong rồi cái cảm giác mà anh em biết là đi đá bóng mà không muốn tính tiền không? Lén lút á. Đi đá bóng mà không tốn tiền á. Bởi vì ngoài đây nè, phía ngoài đây á là cái lưới dở lên là chui vô được. Đó là vô đây đá thôi. Không lòng vòng thì anh em thì nói chung là anh em nó xem hết clip nha. Ngày hôm nay mình với anh mình với bé Hùng đó hôm nay làm clip gì cho anh em xem để anh em cùng nó xem hết clip nha. Ok nó xem nè. Ok anh em. 2000 years later. Vô đây chuyên chuyên em chuyên em. Đúng rồi. Vô. Đúng rồi, chuyền qua đây. Bật qua đây. Má đúng rồi. Hay quá anh ơi. Vô. Má đã. Vô. 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 Leo mọi người. Bây giờ vô tiếp đi. Nó ngồi chỗ kia. Má nó ngồi kia kìa. Thôi ra đây, ù má chung luôn. Má đơn giản quá, mấy cái file đơn giản quá. Má đơn giản quá. Đơn giản quá. Đơn giản quá, quá đơn giản luôn. Ủa ha, hôm nay làm gì có ai đặt sân hả? Không có, chị chủ nó rõ ràng. Chị chủ nó thì kìa, chị chủ chứ tự nhiên đá mà ri. Muốn cần gì đặt sân coi đá đâu, mình đá chứ. Trả tiền gì? Anh trả tiền mới được đá chứ. Tiền gì mà trả cho đá Paris muốn sao?
Dạ anh có đi ra không? Chị chủ chị về chị chửi em chết. Thì kệ em chứ chửi em chứ có chửi anh không? Hello anh em thì không có cái cuộc vui nào mà mấy cái cuộc vui mà gọi là đi ăn trộm nó tùy thơ đúng không? Với lại bây giờ mình đi đá bóng mà kiểu cũng muốn free mà bị người ta dí nữa buồn cười đó. Sao anh Hùng đi tiếp thôi được không? Chồng nữa không? Chơi luôn vui à? Ở đây vua ly đòn thích mà hồng nhưng mạnh mẽ cá tính. Nói vô chưa? Nói vô chưa? Thì đây là sản phẩm ở bên nhà mình nha. Sản phẩm bên nhà mình gồm có là ví da và thắt lưng. Sản phẩm bên mình như mọi người đã thấy thì đây, đeo vào thì rất là hợp. Và cái sản phẩm bên mình thì nó rất là dễ dùng nha mọi người nha, không quá là khó khăn và cầu kỳ khi mà mọi người mua hàng ở bên mình. Đó. Sản phẩm bên mình thì mình có bán là ví giá 199k và thắt lưng 299k free ship toàn quốc nha mọi người nha. Sản phẩm bên mình là da bò 100% nha anh em nha, nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng da và cái độ bền bỉ của nó nha. Thì mọi người mua hàng thì mọi người hãy liên hệ cho mình qua Zalo là 0368 412 911. Ok, rồi bây giờ mời mọi người vào clip nha.